Đâu đàn khò bẻ trái cho ba coi. Đàn khò bẻ trái cho ba coi. Khò bẻ trái cho ba nghe. Cái gì con? Rớt cái đó đó hả? Rớt con lụm con kiếm đó hả con? Ờ con lụm con kiếm trái đó hả? Rớt hả? Con bẻ trái khác đi. Con bẻ trái khác đi. Ừ. Trái. Rồi con đi đâu đó? Con đi đâu đó? Trái đâu? Trái này nè, trái này chín nè. Gì? Đừng bẻ nhánh con Út nghe, Út đánh nó nghe. Ừ, bẻ trái đi. Nè, trái này nè, kệ Út kìa, Út cũng ông làm gì trong đó kìa. Thấy không? Thấy Út không? Rồi đi bẻ trái đi. Đi đâu đó hả? Con đi đâu đó? Kiếm cái gì? Kiếm cái gì? Dạ. Kiếm gì hả con? Trái đó hả? Cũng Út đó hả? Nhiều hả con? Trái này, cây này nhiều trái quá hả con? Hả? Trái đâu? Bẻ hạnh của Út hả? Bẻ hạnh Út có hỏi Út chưa? Đi đâu đó? Rồi đi đâu vậy? Bẻ xong chưa mà đi đâu vậy? Bẻ xong chưa? Con bẻ xong chưa? Đi đâu đó? Đó, Út nói kìa. Trái chín kìa con. Kìa cây hạnh đó trái chín kìa. Kìa đó có trái chín kìa. Đó, lại đó bẻ trái chín đi. Ừ. Chỗ này có trái chín đó nghe. Ừ. Chỗ đó có trái chín đó. Qua đây nè, qua vậy nè, qua đây nè, qua đây trái chín nè. Rồi con bẻ trái chín đi. Đó trái chín nè. Đó con bẻ trái đó nghe. Con bẻ trái chín đó nghe con. Ừ. Bẻ trái đó phải không? Biết. Ờ, còn trái nữa đó hả? Còn trái chín nữa đó hả? Bên đây nè, bên đây có trái chín nữa nè, bà chỉ nè. Qua đây nè. Nè, bên đây có trái chín nữa nè. Nè, con thấy trái chín không? Rồi con bẻ trái chín đi. Bẻ trái chín đó đi. Ờ, giỏi, con trai ba ngoan, rồi té luôn rồi. Ngồi dậy.